Chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán Minh Phụng. Kết thúc phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN Index tăng nhẹ 3 điểm, hiện tại đang đóng cửa tại khu vực 1331. Số liệu thống kê thì chúng ta thấy là có khoảng 206 mã cổ phiếu tăng điểm, 186 mã cổ phiếu giảm điểm, và trong đó là có 40 mã cổ phiếu hiện tại đứng giá nằm ở mức tham chiếu. Tổng cái giá trị toàn sàn thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đạt được khoảng 23.000 tỷ, trong đó có khoảng là 12.000 tỷ thì chúng ta thấy là cái giá trị dòng tiền và các áp lực mua vào, trong đó thì có khoảng là 8.000 tỷ các áp lực chốt lời của thị trường ngày hôm nay. Thị trường ngày hôm nay thì xuất hiện một mẫu hình nến Doji có cái thân nến, cái bóng nến ở phía dưới thì chúng ta thấy là dài hơn. Cái điều này thể hiện một cái tâm lý là sự chững lại về giá cũng như là sự chững lại về tâm lý của nhà đầu tư. Thì cái điều này dễ hiểu khi mà chúng ta đang đi vào khu vực kháng cự 1330 đến khu vực 1350. Vậy thì cái kịch bản chung của mình cùng với các anh chị nhà đầu tư đồng hành thì chúng ta sẽ trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm sau thì chúng ta đang có chiến lược là chốt dần để giảm cái tỷ trọng cổ phiếu trước khi mà chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Với cái việc chốt lời này thì chúng ta đang trong một cái chiến lược ở đây là hiện thực hóa lợi nhuận trong cái thời gian và cái quá trình vừa qua, chúng ta đã cầm nắm một số cái cổ phiếu khá là tốt trong cái xu hướng uptrend tăng trưởng. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ quản trị rủi ro tốt hơn khi mà chúng ta bước vào một kỳ nghỉ tiếp theo. Trên màn hình tại đây thì các anh chị thấy là cái khóa học đầu tư chứng khoán thực chiến của chúng ta sẽ còn ưu đãi 2 ngày, và mình sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng các anh chị trong room VIP trọn đời khi mà các anh chị tham gia vào khóa học này. Thì cái nội dung và cái mục đích của khóa học sẽ giúp cho các anh chị đầu tư về kiến thức, kỷ luật trong quá trình đầu tư, và các anh chị sẽ áp dụng được cái phương pháp khoa học cũng như là phương pháp xác suất trong quá trình mà chúng ta tham gia vào thị trường. Về cơ bản các anh chị để hình dung là chúng ta sẽ không đoán trước được thị trường sẽ xảy ra với chúng ta trong ngày mai hay là trong tương lai nó như thế nào. Do vậy thì chúng ta phải hành động và chúng ta phải bổ sung kiến thức để chúng ta làm việc một cách kỹ thuật, đưa ra những cái chiến lược, đưa ra những kịch bản cũng như là các khoa học xác suất để chúng ta đầu tư và chiến thắng được trên thị trường tài chính này. Thông tin về khóa học các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo tại đây 0798979648 để được mình hỗ trợ. Tổng quan lại một số cái diễn biến chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay thì đầu phiên chúng ta thấy là kết thúc phiên buổi sáng cũng như là đầu phiên chiều thì thị trường tăng điểm khá là tích cực. Xảy ra từ khoảng 13:45 thì cái áp lực chốt lời xảy ra, đặc biệt là chúng ta thấy là thị trường chịu cái sức ép chung của các nhóm ngành ngân hàng. Thì đại diện ở phía bên dưới này các anh chị có thể thấy là các cổ phiếu ở đây: Techcombank, Công Thương, Tiền Phong Bank, Ngân hàng Quân đội, STB và HDB thì chúng ta thấy là đều giảm điểm trên 1%, chúng ta thấy là trên 1%. Do vậy thì với cái áp lực điều chỉnh và giảm điểm của nhóm ngành ngân hàng cũng đã tác động và khiến cho chỉ số VN Index cũng là như là chỉ số VN30 ngày hôm nay thì kết phiên bị giảm điểm nhẹ 2.39. Ở phần ngược lại thì chúng ta thấy là đại diện các cổ phiếu của nhóm ngành cao su và chúng ta thấy là GVR ngày hôm nay tăng điểm và nó đã giữ được cái nhịp đỡ cũng như là lực kéo khá là tốt cho thị trường. Phía bên trên này là đại diện đến từ cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm, đại diện ở đây là cổ phiếu Bảo Việt. Như vậy thì thị trường của chúng ta đang chia rất là rõ hai bên, một cái bên là tăng điểm khá là tốt và bên phía dưới này thì chúng ta thấy là hầu như sẽ là các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Trong cái chiến lược chung hiện tại thì các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng đều đang về cái khu vực hỗ trợ. Tuy nhiên thì có cái dấu hiệu dòng tiền rút ra trong ngắn hạn. Bởi lẽ như vậy thì cái nhóm ngành ngân hàng hiện tại vẫn giữ một cái chiến lược chung là chúng ta chỉ thăm dò và giữ tỷ trọng tương đối là thấp trong danh mục, tránh cái tình trạng mà chúng ta đẩy cái tỷ trọng quá là cao đối với cái nhóm ngành ngân hàng. Thì như vậy thì cái danh mục và cái sức chịu đựng của cái tài khoản của chúng ta trong cái giai đoạn này nó sẽ không tốt. Như vậy thì trong cái chiến lược chung của mình cùng đồng hành với các anh chị nhà đầu tư thì chúng ta đang kỳ vọng cái nhịp hồi phục kỹ thuật tại khu vực 1320 cho đến khu vực 340. Như vậy thì trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chốt lời dần. Phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược là chốt lời dần các cổ phiếu đang có lợi nhuận tốt để chúng ta thực hiện hóa một phần và đưa cái tỷ lệ cổ phiếu đâu đó dưới khoảng 2/3 tỷ trọng để các anh chị nhà đầu tư có thể quản trị rủi ro trước cái kỳ nghỉ lễ này. Thì cái mức 2/3 này tùy theo cái khả năng chịu đựng rủi ro hoặc là tùy theo cái trạng thái cũng như là cái biên an toàn mà các cổ phiếu các anh chị đang nắm á, thì các anh chị có thể chủ động. Khi mà các anh chị có đủ kinh nghiệm thì các anh chị có thể chủ động để thay đổi cái này, chứ không phải là cứ như mà mình những cái nội dung mình ghi tại đây thì các anh chị có thể chủ động thay đổi được. Trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn đang giữ cái tỷ trọng khá là thấp và hạn chế lướt sóng quanh cái khu vực kháng cự. Và cái tỷ trọng danh mục của chúng ta thì các anh chị thấy là những cái nhóm cổ phiếu tại đây như là ngân hàng và một số cổ phiếu của nhóm ngành sắt thép
Thì các anh chị thấy là toàn bộ các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng đang được chúng ta giữ tỷ trọng ở cái mức thấp nhất là đâu đó khoảng 10% tổng cái tỷ trọng danh mục của chúng ta. Cao nhất ở đây là chúng ta sẽ đặt vào vị thế các cái nhóm cổ phiếu tăng trưởng, ví dụ như là Đạm Phú Mỹ này, hai cái cổ phiếu của nhóm mình cảng biển là HAH và RMD. Trong thời gian vừa qua, những cái nhịp điều chỉnh giảm thì chúng ta có gom thêm hai cổ phiếu này. Tiếp theo đó là cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Đại diện với bốn mã cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta thấy là đang có vị thế cao ở đây: VND, SSD, FTS và HCM. Nam Kim thuộc nhóm ngành sắt thép, tuy nhiên thì cái mức độ và cái chặt tăng trưởng khá là tốt và chúng ta đang giữ tỷ trọng cao ở mức 40%. Tiếp theo đó là hai cổ phiếu mà chúng ta vừa thăm dò xong và chuyển sang cái trạng thái tăng trưởng ở đây là DRC và SJC. Ở nhóm phòng thủ thì chúng ta vẫn đang tập trung vào các cổ phiếu như FPT, RI và Hòa Phát. Xét về các cổ phiếu và cái vị thế của nhóm ngành sắt thép ở đây và nhóm ngành banh thì các anh chị thấy là hai cái cổ phiếu của hai nhóm ngành này thì thực tế và cái thực trạng chung thì đang có cái dấu hiệu dòng tiền trong ngắn hạn rút ra. Chính vì vậy, nếu như mà chúng ta xem xét về cái phương pháp dòng tiền thông minh, mình sẽ lấy cái chart kỹ thuật ra để các anh chị dễ hình dung nhé. Ví dụ như ở đây là Techcombank, dòng ngân hàng. Đây thì các anh chị thấy là xét về cái chart kỹ thuật của cái tính chất dòng tiền thông minh thì chúng ta sẽ xem xét các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành thép. Mà thép ở đây thì chúng ta cụ thể là cổ phiếu của Hòa Phát đang là những cái vùng đỏ khá là lớn. Và nó chỉ có thể áp dụng được cái chiến lược gọi là chúng ta mua thăm dò ban đầu tỷ trọng thấp thôi. Và như vậy thì nhóm ngành banh, ngân hàng chúng ta chỉ giữ cái tỷ trọng đâu đó là dưới 10%. Còn Hòa Phát thì chúng ta mua gom góp khi mà cổ phiếu này bị điều chỉnh giảm sâu hơn thì chúng ta mua để chúng ta giữ trong danh mục và làm các cái cổ phiếu với cái vị thế là phòng thủ chính. Và các anh chị thấy là cái bảng kỹ thuật này đã chỉ rõ ra cho chúng ta thông tin về dòng thép đang là vùng đỏ. Vùng đỏ này là cái vùng mà chúng ta chỉ nên tham gia tỷ trọng thấp đối với cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Và các cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này thì chúng ta thấy là vẫn đang trong cái xu thế ở đây là điều chỉnh giảm đỏ, downtrend, trong một cái xu hướng bị dòng tiền rút ra. Đây là cái dấu hiệu trong ngắn hạn. Do vậy thì tùy theo cái tính chất của dòng tiền thông minh Smart Money Flow mà chúng ta nên đầu tư và giữ các cổ phiếu của nhóm ngành đó, phân cái tỷ trọng tham gia vào như thế nào để cái tài khoản và cái danh mục của chúng ta là tốt nhất, và nó có thể là kháng cự và nó đề kháng được những cái rủi ro mà cái áp lực điều chỉnh của thị trường xảy ra thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mức thua lỗ cao hơn. Thì đó là cái vấn đề như vậy, chứ không phải là chúng ta kỳ vọng vào một cái ngành nào quá là nhiều mà chúng ta giữ tỷ trọng cao, trong khi đó thì cái dấu hiệu của dòng tiền thông minh Smart Money Flow thì lại đánh giá có dấu hiệu rút ra và đang thể hiện ở đó là một cái vùng đỏ khá là lớn của các cổ phiếu nhóm ngành này. Còn lại thì chúng ta thấy là trong danh mục của chúng ta thì mình sẽ review sơ qua một số cổ phiếu mà mình cùng đồng hành các anh chị nhà đầu tư trong room vẫn đang nắm giữ. Review lại một tí, mỗi cái phiên thị trường xảy ra thì chúng ta sẽ review lại để chúng ta đánh giá cổ phiếu nào còn nắm giữ được tỷ trọng cao, cổ phiếu nào chúng ta nên cơ cấu và chúng ta rút bớt cái tỷ trọng để chúng ta tái cơ cấu và chuyển sang các cổ phiếu khác tốt hơn. Thì cái đó là nhiệm vụ của mình. Mình sẽ phân tích và đưa ra các cái tiêu chí để các anh chị nhà đầu tư đồng hành cùng mình tham gia trong cái thời gian này. Thì các anh chị thấy là đầu tiên là cổ phiếu RI, RI ngày hôm nay tăng nhẹ 1,5%. Tổng cái giá trị lợi nhuận của chúng ta đạt được là 28%, tương đối là tích cực. Như vậy thì với cái thực trạng về sức khỏe và cái tình trạng chung của cổ phiếu thì vẫn đang tương đối là khỏe như thế này, cổ phiếu vẫn đang giữ xu hướng uptrend tăng trưởng. Như vậy thì khuyến nghị của mình đưa ra đây là tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu RI, đối với các anh chị nào đang có. Và các anh chị nào có cái mức biên an toàn mà mua được cái vùng giá trung bình của cổ phiếu RI á dưới cái vùng giá 61 thì các anh chị tiếp tục nắm giữ với vị thế trung hạn được. Còn trên cái vị thế 61 thì các anh chị vẫn canh chốt lời dần trong ngắn hạn đi. Tại vì cái biên an toàn trên 61 thì nó sẽ không đảm bảo cho lắm. Tiếp theo đó là một loạt các cổ phiếu, hai cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán tại đây. Đối với cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay có nhịp điều chỉnh nhẹ. Ví dụ SSD điều chỉnh 1%. VND thì chúng ta thấy là đang có cái dấu hiệu là chuyển sàn. Do vậy thì cho đến ngày 6 tháng 9 thì cổ phiếu VND mới giao dịch lại. Cái mức lợi nhuận chúng ta đang có đối với SSD là 74%. Và tình trạng chung của cổ phiếu SSD vẫn tương đối đó khỏe. Cổ phiếu đang rơi vào cái tình trạng là tích lũy trở lại, sideways đi ngang. Và cái trạng thái tích lũy này cần giữ được cái mức hỗ trợ trên vùng 60-61. Nếu không giữ được khu vực này thì khả năng tỷ trọng và cái xu hướng trong ngắn hạn sẽ bị điều chỉnh downtrend. Thì khi đó tất nhiên thì chúng ta sẽ quan sát thường xuyên để chúng ta có cái chiến lược.
Và hiện tại khi mà cái nhóm cổ phiếu về dòng chứng khoán hiện tại đang có nhịp điều chỉnh như thế này thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta tiếp tục gom mua vào. Khi mà cổ phiếu vẫn đang có cái thực trạng và cái dòng tiền tương đối khỏe như thế này thì chúng ta vẫn canh điều chỉnh để chúng ta gom vào được đối với cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Phía bên dưới này là Nam Kim. Nam Kim thì cái tình trạng chung vẫn khỏe, khuyến nghị các anh chị tiếp tục nắm giữ. Cổ phiếu liên tục giữ được cái trend xu hướng tăng trưởng và mang về lợi nhuận tương đối là tốt cho chúng ta. Thì cái xu hướng là cổ phiếu nào tốt chúng ta nắm giữ thì chúng ta mới có được những cái mức lợi nhuận cao như thế này các anh chị nhé. Tất nhiên các anh chị tham gia lướt sóng, đầu tư trading lướt sóng thì nó sẽ không có được những cái mức lợi nhuận cao. Hai cái cổ phiếu của nhóm ngành cảng biển mà chúng ta vẫn đang đầu tư và có mua thêm trong cái nhịp điều chỉnh vừa qua. Thì phiên ngày hôm nay GMDF giảm 0,4%, HAH tăng nhẹ 0,5%. Thực trạng chung thì hai cổ phiếu này vẫn đang trong xu hướng uptrend. Và nhìn chung á thì dòng tiền đang có dấu hiệu là nằm ngang, tức là sẵn sàng rút ra hoặc là tăng trưởng lên. Do vậy thì chúng ta cần phải quan sát đặc biệt hơn đối với hai cái cổ phiếu của nhóm ngành cảng như thế này. Chủ động nếu như mới rút ra thì chúng ta cũng phải điều chỉnh và giảm bớt cái tỷ trọng đối với cái cổ phiếu của nhóm ngành cảng biển anh chị nhé. Như vậy thì tùy tình hình, tùy theo cái phương pháp của dòng tiền thông minh mà chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Do chúng ta có biên an toàn và mức lợi nhuận chịu đựng khá là tốt, do vậy thì chúng ta cứ chủ động nắm giữ và quan sát chung cái tình thế tiếp theo. Hai cổ phiếu mà chúng ta vừa thăm dò xong và có mức tăng trưởng khá là tốt đó là DRC, SJC. SJC ngày hôm nay tăng 2,7%, DRC tăng nhẹ 0,3%. Cả hai cổ phiếu đều trong xu thế về cái sức khỏe và thực trạng khỏe này. Xu thế chung là uptrend tăng trưởng, khuyến nghị được tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát. Vùng mua tương đối tốt, do vậy thì những cái dịp điều chỉnh và áp lực điều chỉnh của thị trường sẽ không lo ngại và cái biên an toàn của chúng ta. Tiếp theo đó, phần này thì chúng ta thấy là Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ ngày hôm nay vẫn tăng nhẹ 1,4%, 1,2% này. Tổng giá trị lợi nhuận mang lại là 71%. Cổ phiếu có sức khỏe tốt, thực trạng ổn. Như vậy thì xu hướng ở đây vẫn uptrend tăng trưởng, khuyến nghị tiếp tục nắm giữ. Hai cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán FTS và HCM thì chúng ta thấy là FTS vẫn giữ được xu hướng uptrend, tiếp tục nắm giữ để quan sát. HCM rơi vào trạng thái sơ quay tích lũy đi ngang. Do vậy thì HCM cần phải giữ được cái biên ngay tại khu vực giá 53. Nếu như thủng 53 thì sẽ rất là dễ dàng yếu thế và đảo xu thế. Do vậy thì chúng ta sẽ dành cái mối quan tâm hơn đối với các cổ phiếu đang rơi vào cái tình trạng có cái dấu hiệu đảo chiều như thế này. Đó, để chúng ta quan tâm và chúng ta chăm sóc nó. Hòa Phát ngày hôm nay tăng nhẹ 1,23%. Tổng cái giá trị lợi nhuận Hòa Phát thì tất nhiên chúng ta thấy là những khu vực mà chúng ta vẫn đang có lợi thế tốt. Tất nhiên là hồng dòng thép này các anh chị thấy nè. Dòng thép này, dòng tiền nó đang có cái tính chất là đi ngang, là chỉ đâu đó xoay quay thôi, phiên thì tăng, phiên thì giảm, chứ chưa giữ được cái vị thế uptrend trong mang lại lợi nhuận cao. Như vậy thì chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý đối với các cổ phiếu của nhóm ngành thép, đặc biệt ở đây là Hòa Phát. Thiên Long thì chúng ta có thăm dò cái nhịp vừa qua, tuy nhiên thì vẫn đang đi ngang ở cái mức mà chúng ta mua vào. Như vậy thì vẫn nắm giữ thêm để quan sát, xấu quá thì chúng ta bán ra, chúng ta cơ cấu lại các cổ phiếu khác. Review một số cổ phiếu mà room đầu tư của chúng ta đang nắm giữ để các anh chị nhà đầu tư có thể chủ động vì thế. Như vậy, đánh giá chung thì các cổ phiếu chúng ta vẫn đang nắm giữ thì nó vẫn đang tương đối là tích cực và giữ được hầu hết các cái xu hướng uptrend tăng điểm mang lại lợi nhuận. Đối với thị trường chung thì đang chạm vào khu vực 1330 này, cho đến khu vực 1350. Đây là cái áp lực kháng cự và chúng ta thấy là sẽ có những cái áp lực rung lắc điều chỉnh. Thể hiện rõ nhất là phiên ngày hôm nay đã xuất hiện mô hình nến doji rồi, chững lại về giá và chững lại về tâm lý. Cái này là cái áp lực về tâm lý. Tuy nhiên thì thị trường vẫn duy trì ở cái mức thanh khoản trên trung bình. Do vậy thì thể hiện sự nhộn nhịp của thị trường của chúng ta và những cái biến động xảy ra những cái nhịp gần đây á, khi chạm vào kháng cự sẽ khá là lớn. Cái kế hoạch chung vẫn là chốt lời và giảm tỷ trọng để chúng ta quản trị rủi ro cũng như là hiện thực hóa lợi nhuận. Trong quá trình đầu tư thì ngoài cái việc mà chúng ta chọn điểm mua, chúng ta mua vào thì chúng ta cũng phải biết được những khu vực nào để chúng ta chốt lời ra và hiện thực hóa lợi nhuận các anh chị nhé. Chúng ta phải cầm nắm được cái lợi nhuận thì đó mới là cái lợi nhuận và cái hiệu quả chúng ta đầu tư và nó mang lại trong cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta tham gia vào cái thị trường này. Và cuối cùng mình hỗ trợ trả lời một số câu hỏi bình luận của các anh chị nhà đầu tư. Cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị và các bạn chứ. Chào bạn Cương Phúc Kiss Game, em xin nhận định về mã cổ phiếu FRT. FRT hiện tại đang giao dịch trên đường MA20. Chúng ta thấy là cái vị thế nền giá của FRT ngay tại khu vực giá 35. Cổ phiếu giao dịch trên đường giá và trên MA20 thể hiện một xu thế uptrend. Do vậy thì hiện tại chúng ta thấy là đang có những hai cái phiên
điều chỉnh giảm nhẹ này. Phiên ngày hôm nay thì một mẫu hình đến doji khả năng là lấp lại cái khoảng gap tăng do hưng phấn trong hai cái phiên trước này. Tình hình khả năng sẽ chỉnh lại và đi ngang quanh khu vực M20 đâu đó vùng 40. Chúng ta sẽ xem cái chất lượng và cái vị thế dòng tiền của cổ phiếu FRT để xem nó điều chỉnh thì chúng ta có mua mới hoặc là chúng ta có gom vào được hay không. Chúng ta lấy thông tin đến từ cổ phiếu FRT. FRT thì trong cái chiến lược này thì các anh chị thấy vẫn đang xu thế uptrend. Nếu như mà chúng ta so sánh về cái dòng tiền thì dòng tiền của FRT chỉ mới khỏe trong cái thời gian gần đây thôi. Và cái thể vị thế mua, nếu như mà các anh chị xem xét mua thì như cái nhận định của mình thì nó đâu đó khu vực dưới 40x á thì chúng ta sẽ tham gia vào, thì khi đó nó sẽ có cái biên an toàn khá là tốt. Tại sao khu vực dưới 40 nó lại có cái biên an toàn tốt thì các anh chị thấy là nơi đó có cái chất lượng dòng tiền này. Thì cái dòng tiền này nó sẵn sàng đỡ giá và trợ giá. Và khi lùi về cái vùng an toàn như thế này thì cái dòng tiền chủ động á họ sẽ nổ vào, họ sẽ mua và bắt cái khu vực giá cực kỳ tốt đối với cổ phiếu SRT. Do vậy thông thường những cái khu vực giá mà chúng ta thấy gọi là an toàn như thế này á thì nó sẽ có cái thông tin trợ giá và đỡ giá khá là tốt. Do vậy thì nếu như chúng ta tham gia vào được cái khu vực đó thì chúng ta sẽ có được cái biên an toàn cao, cái mức chiết khấu tốt. Do vậy thì chúng ta cần phải có được cái khu vực để chúng ta tham gia vào, đó là một trong vấn đề quan trọng để chúng ta tìm điểm vào. Nếu như tình trạng chung như vậy thì chúng ta xem xét cái khu vực 39-40 chúng ta tham gia vào này. Thì chúng ta phải có những cái ngưỡng mà chúng ta phải đưa ra kịch bản trước theo. Đó là vùng nào xấu thì chúng ta phải cắt lỗ. Tức là nếu nó thủng khu vực 36.7 này này thì cái xu thế nó sẽ bị đảo thành downtrend. Và khi một cổ phiếu rơi vào xu thế downtrend á thì do cái áp lực tâm lý và cái dòng tiền bị rút ra mạnh á thì thông thường nó sẽ bị điều chỉnh những cái nhịp điều chỉnh. Do vậy thì chúng ta phải chặn lỗ đi. Anh chị hình dung mà. Còn cái mục tiêu mà chúng ta vào và cái lực cầu nó vẫn còn khỏe như thế này, chúng ta tham gia vào khu vực 40 thì chúng ta phải kỳ vọng được những cái ngưỡng mục tiêu như là 435 và 478 để chúng ta chốt lời. Cái mức chốt lời rất là quan trọng, nó thể hiện trong cái khoa học và cái xác suất để các anh chị đầu tư tham gia vào thị trường nó có ổn định và mang lại cái lợi nhuận cho các anh chị trong cái quá trình lâu dài hay không. Thì đó là mục tiêu của những cái ngưỡng về cắt lỗ cũng như là những cái ngưỡng về mục tiêu là như vậy. Do vậy thì FRT với khuyến nghị của mình, hiện tại thị trường đang rơi vào kháng cự, chúng ta có thể kiên nhẫn đợi thêm cổ phiếu lùi về những khu vực gần khu vực 39-40 phía dưới này thì chúng ta tham gia vào thì cái mức độ an toàn cao hơn. Các anh chị đang có hàng thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ được, khuyến nghị ở đây là vẫn nắm giữ, cổ phiếu vẫn đang trong xu thế uptrend và điều chỉnh về 39-40 mà có lực cầu lại thì chúng ta gom và chúng ta gia tăng thêm đối với FRT. Đó là chiến lược chung các anh chị nha. Chào Minh Phụng, cảm ơn anh Phụng năng nhờ S xem giúp con DBC, cảm ơn S. DBC thì các anh chị thấy là trong cái chart kỹ thuật thì DBC vẫn đang trong một kênh uptrend ngắn hạn này. Cổ phiếu giao dịch trên nền giá và trên MA20 thể hiện một xu thế uptrend. Các cổ phiếu này trong cái trend tăng thì thông thường thì chúng ta tham gia vào nó sẽ có cái xác suất cao hơn. Đây, cái nền giá là 57, cổ phiếu giao dịch ở khu vực giá 61. Hiện tại thì các anh chị thấy chạm vào đỉnh cũ ngay tại khu vực đầu tháng 7 này, cuối tháng 6 năm 2021, ngày hôm nay test trở lại đỉnh cũ. Tất nhiên thì khi mà một cổ phiếu nó giao dịch trên khu vực kháng cự đỉnh cũ này sẽ xảy ra áp lực chốt lời. Ngày hôm nay áp lực chốt lời diễn ra khiến cho cổ phiếu giảm 2.2%. Do vậy thì với cái áp lực chốt lời như thế này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục bị điều chỉnh giảm ở những cái phiên tiếp theo. Và điều chỉnh giảm có phải là cái vùng giá tốt để chúng ta tham gia nếu như các anh chị chưa kịp tham gia hay không? Thì điều đó nó phụ thuộc vào cái chất lượng dòng tiền và cái tính chất của cổ phiếu mà chúng ta phải xem được vào nội tại bên trong. Thì chúng ta sẽ xem đối với cổ phiếu DBC. DBC thì mình đánh giá cái thực trạng chung thì cổ phiếu có cái mức độ tăng trưởng và kỳ vọng khá là cao trong một cái tương lai gần. Tức là nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng dựa vào các số liệu thực tế tại đây. Anh chị thấy không? Nhiệm vụ của mình đó là phân tích và đưa ra các cái số liệu để anh chị thấy là cổ phiếu nó đang tích cực về cái mặt nào. Xét về cái phương diện tài chính và báo cáo tài chính cơ bản thì sức khỏe của cổ phiếu phù hợp ở cái tình trạng và cái thể trạng là trung bình. Tức là 4 trên 8 tiêu chí là đạt được cái giá trị ok, ổn định. Do vậy thì cổ phiếu này về mặt tâm lý và mặt nội tại bên trong ấy, thì gần như nó tương đối là tích cực để chúng ta tham gia. Đó, không có cái gì quá xấu, quá là bi quan. Với cái cổ phiếu DBC này thì cái giá trị giao dịch phù hợp cho các anh chị nhà đầu tư tham gia vào với số vốn là khoảng dưới 2 tỷ thì các anh chị tham gia vào cổ phiếu này vô tư.
Như vậy thì chúng ta thấy là cái sức khỏe và cái thực trạng chung hiện tại tương đối là tốt, cổ phiếu vẫn giữ được xu thế uptrend dù một phiên ngày hôm nay rơi vào cái trạng thái điều chỉnh. Với cái xu thế này thì chúng ta cần phải tìm cái điểm mua. Nhìn chung thì cái giá trị dòng tiền thông minh và các cái giá trị của Bitcoin vẫn đang tồn tại, tức là dòng tiền lớn nó vẫn đang nằm trong cổ phiếu này. Do vậy thì nếu như điều chỉnh thì chỉ điều chỉnh nhẹ thôi. Do vậy thì chỉ cần DPC điều chỉnh giảm đâu đó từ 3 cho đến 4% thì sẽ đạt điều kiện để chúng ta có thể là canh mua mới hoặc là gom gia tăng khi mà các anh chị đã có sẵn vị thế đối với DPC. Xét lại cái thực trạng chung thì nhìn vào cái chart kỹ thuật như thế này thì theo mình đánh giá thì cái cổ phiếu mà có vùng mua thể hiện cái biên an toàn cao sẽ là khu vực 59X, thì các anh chị có thể tham gia được khu vực này, tức là đâu đó gần mà nó test trở lại khu vực giá 57, 58 này, thì các anh chị mở vị thế thăm dò giúp mình ở khu vực 59, 60 tại đây, đúng không ạ? Và sau khi mở vị thế thăm dò thì cái chiến lược chung là nó lùi đầy ở đây, nó test thăm dò lắp gáp luôn, lắp gáp và giữ được khu thế này ổn định trên mây trên giá, nên là tâm lý ổn định khả năng nó bật lại. Thì khi nó bật lại và vượt được kháng cự quanh khu vực 65 trên này thì chúng ta chiến lược gia tăng trở lên. Đó là cái chiến lược đối với DVC. Còn chúng ta mua vào đây mà nó quá xấu, nó lại giảm xuống, nó thủng mây thì chúng ta sẽ bán, chúng ta cắt lỗ và chúng ta thoát cái vị thế mà chúng ta đã thăm dò đi. Đó là cái chiến lược đầu tư đối với DVC trong cái giai đoạn này các anh chị nhé. Kiên nhẫn đợi 2-3 phiên, tại vì thị trường của chúng ta cũng đang gặp kháng cự và áp lực chốt lời rung lắc như ngày hôm nay và những ngày tiếp theo thì giá nó sẽ còn tốt hơn để chúng ta có thể mua và nó an toàn cao hơn. Đó là cổ phiếu DVC. Rồi mình sẽ tạm ngừng nội dung video tại đây. Cảm ơn các anh chị nhà đầu tư đã tham gia và trao đổi cùng mình với một số cái nội dung. Xin chào và chúc các anh chị nhà đầu tư có những cái phương pháp và cái chiến lược đầu tư tốt nhất cho bản thân khi mà các anh chị tham gia vào thị trường tài chính.